Rồi, cái hang gì bự dữ hả? Hơi bị sâu anh em ơi, hai hang luôn anh em ơi. Cái đầu như cái núi vậy. Bằng tay dân dân thái sư thế vậy? Tiếp lên anh em ơi. Còn ngắt nữa đó, đó dài ngắt nữa. Đây ngắt rồi nè. Đúng. Thêm vô. Sao thoát được? Đi ra chạy. Nói chơi. Làm chuyên ngăn hay vậy? Cùng ơi. Hàng xong có nguy cơ cái xong. Nghe đây xong. À, cái hàng đó mới ngon đó. Hàng xong mới con đó. Hai ngã nữa rồi anh em ơi. Đây nè. Hai ăn thấy ghê trời. Bên sang kìa. Có còn không? Còn ghê ạ. Con đâu. Tay coi. Bự luôn đi sang. Dính rồi kìa. Đó. Bự. Gì em đợi nữa hả? Cái đầu ghê quá. Đó, nó bự. Alo, như một bự. Thấy chưa? Bên kia sao anh em? Hết rồi. Được còn nữa nha ơi. Còn không? Hết rồi. Giáp con rắc, con bươn này giáp con rắc luôn đó. Đó, mày sao mày si. Sao mày si. Thế sao vậy? Tới ngủ nè. Cái la lên. Đó. Thu mày si. Chạy đi ngon kìa. Cầm cái sao. Đó. Đó. Rồi. Mất thêm chục mẹ. Mẹ bị bắt rồi. Bắt rồi hả? Ừ. Xe lên rồi hả? Hay tời. Kìa. Đó, đó, đó. Rồi nó ăn cái gian cái kẹo sô cô la trời, cái kẹo à. Ở đây nè, bắt con này đây anh em. Bắt đục xong rồi. Đụng chưa? Đó. Nè còn nữa nè. Mạnh ba. Đó đi kìa. Đây luôn. Mấy em trai bắt mấy con anh em bắt cho luôn. Đó luôn hay vậy? Ừ. Đi tới xe hổ rồi. Ơ chạy đó. Đó. Dính rồi nó sang. Tới đó rồi còn nữa không? Đó. Cái chục con đây nè. Cái gì? Đó. Ừ, phải rồi. Có chục con. Đi chắc. Bự rồi, chú bự chạy hả? Thôi xong lại xong. Thôi bự lắm. Đi đâu? Lộm ơi, giái. Lộm luôn. Thôi. Nè. Nãy là bắt mình thấy bây giờ mình bắt cho mấy em trai cả nhà. Đâu dữ vậy? Mấy em chạy giết rồi. Hai sao đây? En. Phục lắc cấm mà. Đụng mình đâu kìa. Kìa, đúng rồi, không phải. Bây giờ vậy. Kỳ á. Máy chạy lý lúc nước tệ á. Ai. Kỳ á. Có cái xuống bự. Trời đéo ơi, kẹo ơi. Trời tôi thọt ngay cái lỗ luôn vậy. Ngay trời, lúa hay trời thọt cái ngay trời. Mẹ nó chạy ra. Đó. Bự gian chuột lên sang. Bự gian chuột lên sang. Chuột đâu? Nó lặn luôn rồi. Mày chuột có gì nữa, chạy ra đây, dám đây, chạy ra đó. Có ngọn đây mà, thấy con sang. Ôi, dốc cho luôn. Bự gian chuột ơi, bự sống ngoài sân luôn, bự gom sân luôn. Hay quá. Còn nữa vậy mà. Còn cái kẹo nè.
mẫn kìa. Nó mưng mẫn luôn. Mưng mẫn luôn hả? Ừ, nè. Này, còn hai đó đó. Đây hết luôn hả? Cùng luôn hả? Tao thấy hai ba con mà ta. Đó. Hết luôn rồi. Rồi, ra cho em luôn. Đủ ăn luôn em trai. Nãy giờ mấy con rồi? Mười mấy con luôn hả? Nếu mà chia ra đầu mình nó cũng ở bên được đó. Đây ngoài kiếm vài hang nữa xiên. Chạy đi. Hèn thủ mình kìa. Cái gì đây trời? Cái gì vậy? Đó, đó. Ê, chuột chạy hè sao nữa vậy? Sao hè lại đâu? Đó, chút xíu à. Chuột. Mà xuất của lòng hay vậy? Một con không à? Bắt luôn. Bắt luôn. Bắt cho mấy em trai luôn đi. Dính nè. Bự mà. Bạn cướp đạp ghê. Không có chuột của bự. Cho. Bự mà. Còn không? Cái này còn nè. Còn sao? Nè. Rồi, chạy ra. Chút nhỏ rồi vậy? Nó còn không? Nó rồi. Kì. Kì ơi, chung mẹ nó rồi. Mẹ đi chơi rồi. Mẹ đã bắt trước rồi. Con tiêu hả? Chuột bằng phải đòn dày con mà chạy thoát cái nè. Nữa hả? Chơi. Trên đường đi về. Đây bỏ này, đây xử bỏ đi. Này này đâu nè. Đó. Mình bỏ thì mình xử bỏ đi, bên đây mình xử đây. Nè, đổ đây nè, đổ đây nè, đổ đây. Đi ra. Chuột nào mà thoát khỏi. Tàn sát. Bự cái hai lính. Bự cái cái này. Thì cũng như mấy sới xuống hồ. Ông ngoài đó vậy nè. Kéo nó luôn kìa. Đó. Đây con heo nè. Ừ. Cho lại ăn kìa. Con đi chơi. Kỳ vậy? Đây là sao? Đặt vô khoang. Ở hang này có xiềng. Đi hang nó gì đây sao hay? Đi hang đây nè. Bên đây mình tiếp thêm người nữa. Cho nó đưa qua đi. Rồi cùng luôn rồi. Đi nè. Cùng quá. Đó. Dám chỗ hang đùm đó. Xe nó móc ghê quá quê. Tẹt tẹt trời. Thứ gì chưa nói. Đắt kính mà móc dày đó. Hôm nay mẹ đi vắng. Còn hang đi dễ gì. Anh đảo ngồi đây nè. Thấy láng, hang láng lắm mà. Nói vô máy quay di chuyển theo con mệt luôn cả nhà. Chuột kia mà nó ăn. Đó. Bồng binh. Đó, bự á. Sau lưng nha, coi sau lưng nha. Rồi, chỗ ra luôn hay vậy? Chưa, qua đó rồi. Ăn gì kỳ vậy? Ê! Ê! Bắt luôn. Ghê không? Hổ con tay chụp ghê không? Cái gì vậy? Con mẹ nè. Con mẹ đi quá rồi quá. Quá bự. Dê. Tốc độ 300 cây chuối giờ. Đó. Cái này không ổn rồi. Không phải rồi. Không ổn rồi. Bậy rồi. Cái này không ổn chứ mày bậy. Bị chơi á.
sắp tới nhà rồi cả nhà ơi. Gì? Hay vậy. Cái hàng nãy gì mà không có mà hàng này có. Ghê thiệt. Giải. Vô. Hai anh em vậy là nhiều hơn mấy anh tôi rồi đó nha. Anh tôi mà tới 11, 14 người lận. Chỗ này xỉn luôn. Xỉn luôn. Có nhậu không? Xỉn luôn. Dạ không. Thôi anh em mình về. Dạ, cảm ơn em anh. Rồi rồi. Dạ.